Mà câu hỏi thứ nhất là của em là mà cái đấy thì em thấy cũng phải thôi, chắc là đứng bề trên ngài LG cũng có cái phần mà châm chước ưu ái cho những người mà uống đau bệnh tật nặng. Cái thứ hai nữa là những người mà thì về cái điều kiện kinh tế khó khăn thì cái đấy là có phải không ạ? Tất cả của bà con của bác anh chị em cũng nên hiểu rằng một cái vấn đề mà chúng ta đang gặp khó khăn trong lĩnh vực sức khỏe là thứ nhất, và kế đến là kinh tế. Kinh tế đây nói chung là nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người về vấn đề lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm thì anh chị em biết là hiện tại dùng quá nhiều những cái hóa chất, và chính vì những hóa chất đó làm ảnh hưởng sức khỏe chúng ta rất lớn, rất nhiều. Thì khi chúng ta biết cách chúng ta sử dụng những cái nguồn năng lượng ngoài không gian thì chúng ta có thể cải thiện cái môi trường sức khỏe cho cá nhân của từng người, kế đến là vấn đề cải thiện vấn đề trong lương lương thực thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó, nó sẽ giúp cho chúng ta được cái sức khỏe cũng như là bảo vệ cái sức khỏe chúng ta lâu ngày hơn và tránh đi những cái bệnh rất là nguy hiểm. Và bây giờ anh xem thấy là cái bệnh bệnh mà con người mình phải đối diện với cái sự mà đau khổ nhất là ung thư. Ung thư nó có đến với bất kỳ ai trong bất cứ thời khoảng nào, nhỏ cũng bị, lớn cũng bị, đủ các loại ung thư hết, mà hầu như là thuốc men không giải quyết được vấn đề đó. Và mỗi người mà dướng vào cái bệnh đó là thấy là phải mất hết cả cái gia tài, chưa chắc gì mà còn giữ được tính mạng nữa. Và phải chịu rất nhiều khổ đau trong lĩnh vực này. Nhưng mà nếu chúng ta biết trước, chúng ta khéo léo, chúng ta khôn lắm. Và những nhất là những ông bà cô bác như là anh với cô đó, đã học qua, đã có kinh nghiệm, thấy được cái giá trị của sức khỏe, thì chúng ta nên chia sẻ những thông tin này đến thế hệ con cháu mình để nó được một cái sự đề kháng mạnh mẽ và tránh đi những trường hợp nếu có xảy ra. Bây giờ ngoài cái vấn đề mà ung thư này kia, bệnh trạng mà nguy hiểm, bệnh lạ này kia, còn phải đối diện với biết bao nhiêu những cái trắc trở về bệnh tật như là COVID, rồi các biến thể COVID hiện tại bây giờ nó cũng tràn lan đại hải, mà nó làm cho chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều trong lĩnh vực khó khăn trong đời sống. Thì energy là một cái phương tiện, là một cái kỹ thuật mà nền văn minh và không gian muốn cho chúng ta hiểu ra, để chúng ta đón nhận và chúng ta bảo vệ cho sức khỏe của chính mình cũng như bảo vệ sức khỏe cho những người thân của mình. Vì vậy những cái giá trị này lớn này đó mà anh chị em đi học hỏi, thì cái vấn đề và tốn kém thì chú thấy cũng không bao nhiêu để lấy được một cái giá trị lớn này. Thì như cũng vừa nãy là anh có nói là 500 đồng có 5 ngày học, thì tiền học phí của hội trường, tiền này tiền kia không còn bao nhiêu để chúng ta tạo một cái khoản tài chính lớn để chúng ta làm một cái phương tiện để chúng ta phát huy rộng rãi hơn cho cộng đồng của toàn nhân loại, chứ không riêng về dân tộc nào hết cũng như là quốc gia nào hết. Thì con số này nó rất nhỏ nhoi, nhưng mà mình tích lũy lại thì hy vọng rằng năm nay, trong năm đầu năm 2023, thì hy vọng là chú sẽ có được một cái trung tâm để chú chính thức hoạt động với tầm vóc của quốc tế. Hy vọng rằng sự tình thương yêu của anh chị em hỗ trợ chú trong vấn đề tài chính, trong vấn đề góp sức và vân vân, thì cũng sẽ thực hiện được cái mô hình này. Và chú mong rằng mình còn sẽ đi xa hơn nữa để đến những quốc gia khác, những người dân tộc khác trên thế giới. Và chú hy vọng rằng sẽ mang lại cái giá trị hiệu quả cho tất cả mọi người, từ một người dân bình thường nhất cho những người trình độ mình gọi là cao nhất trong xã hội này, đều được hưởng hết, chứ không có riêng ai. Thanh xuân trường thọ và còn kéo dài cái cuộc sống của mình. Thì chuyên chắc rằng sẽ đem đến một cái giá trị mà tất cả mọi người sẽ đón nhận để vượt qua những cái cơn khó khăn của chúng ta trong thời điểm này. Rồi bây giờ Isabella thông dịch đi con. Dạ, con xin phép nha. So our guest just have a question for Mr. Lay. And he said that I'm just wondering whether this is true, that NLG has made it a lot more convenient and in some sense really prioritize people who are suffering from illnesses and who are not so abundant in their
in the economics, and Mr. Lee said that. So when we think about this, the issues that we have to face now, it's relating to health and finance and things like that, and that leads to a real problem with our food source. Right now, we know that a lot of ingredients, a lot of foods out there are polluted with chemicals, which ultimately would lead to health issues. So the point here is that we know how to use this energy source from outer space to improve our living environment and therefore minimize illnesses that we might have. In particular, you can see that right now cancer is still a big issue. A lot of people still suffer. And so I guess once we understand the values of good health, for example, you and your family, you've already understood it, then you would practice and you share it with other people, particularly young people like your children, your grandchildren, so that they would learn, they would come in to try to prevent and minimize illnesses, because we, as of the current moment, we still have to deal with lots of health issues. And the energy can help with that. It's something that the outer space civilization want us to realize, and to get something such a big value out of energy, such great benefits out of energy. I actually think that the donation, the contribution cost is, it's not that great. Let's think about the $500 per event, which we've been talking about. At the end of the day, to be very honest with everyone, we don't get to save a lot of that, because there's a lot of expenses which put into to help to have an event like that for everyone. But what I want to do is that very soon, I hope that I will be able to carry out a project, an organization that can operate on an international level that can benefit a lot more people. A lot of people around the world, not just benefits a particular country. And with that, we head towards usefulness and longevity, and we'll be able to overcome all the issues that we're dealing with. That's going to be something.